giữ trật tự nơi công cộng. Trúc, Tuấn và Yến cùng học chung một lớp và hay chơi cùng nhau. Một hôm, Trúc bị sốt và phải nhập viện. Yến rủ Tuấn vào bệnh viện thăm Trúc. Yến ơi, cậu có biết đường đến phòng bệnh Trúc không vậy? Tất nhiên rồi, mình đã từng đến bệnh viện rồi mà. Cô giáo đã cho Yến số phòng của Trúc. Ừ, vậy Yến dẫn đường đi, Tuấn chưa vào bệnh viện bao giờ cả. Ừ, theo Yến nha. Trúc ơi, bọn mình tới thăm cậu nè. Bạn Trúc đã ngủ lâu chưa vậy bác? Dạ, cháu chào bác ạ. Cháu là Yến, còn đây là bạn Tuấn. Chúng cháu học cùng lớp với Trúc. Chúng cháu xin lỗi vì bạn Tuấn đã làm bác phiền lòng. Nghe tin bạn Trúc bệnh, hôm nay chúng cháu đến thăm ạ. Bây giờ chúng cháu xin phép ra ngoài. Khi nào bạn Trúc dậy, chúng cháu sẽ vào thăm ạ. Cảm ơn hai con đã đến thăm Trúc nha. Trúc còn mệt và phải nghỉ một lúc nữa. Bây giờ hai con ra ghế đá ngoài kia ngồi chơi. Khi nào Trúc dậy, cô gọi hai con vào chơi với Trúc nha. Dạ, vâng ạ. Yến ơi, bạn đuổi theo mình đi, cùng chơi trò đuổi bắt nha. Ui da. Cậu bé có sao không? Có cần bác chích một mũi thuốc không? Dạ, cháu không sao ạ. Đừng chích thuốc cho cháu, đau lắm, đau lắm. Vậy lần sau con đừng chạy nhảy ở hành lang nữa nhé. Nơi này rất đông người qua lại. Nhớ đi bên tay phải để khỏi va vào người đi ngược chiều nha cậu bé. Dạ, vâng ạ. Tuấn thích nha. Tí nữa là được tiêm thuốc rồi. Hú hồn. Tuấn sợ phải tiêm thuốc nhất đó. Mình ra kia ngồi đi Yến. Tuấn này, lúc nãy trong phòng bệnh cậu phải cư xử cho lịch sự chứ. Cậu nên gõ cửa khi vào phòng bệnh và không nên hét lớn trong khi người bệnh đang nghỉ ngơi. Cậu phải chào bác gái trước chứ. Mọi lần tụi mình vẫn gọi nhau như vậy mà. Nhưng đây là bệnh viện, nơi công cộng, chúng ta phải giữ trật tự và đi đứng đàng hoàng. Lát sau vào phòng bệnh, Tuấn nhớ xin lỗi mẹ bạn Trúc nha. Ừ, mình hiểu rồi. Tuấn và Yến vào chơi với bạn nha. Cô ra ngoài một lúc rồi quay lại. Các con nhớ đừng làm ồn, kẻo ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nha. Dạ, vâng ạ. Cháu xin lỗi cô về chuyện ban nãy ạ. Con biết nhận lỗi là tốt rồi. Cô không giận con đâu. Lần sau, con sẽ không cư xử như vậy nữa, đúng không? Thỉnh thoảng, hai con lại đến chơi với Trúc nhé. Dạ, vâng ạ. Trúc ơi, mình có mang trái cây đến cho bạn nè. Mẹ mình bảo, ăn cam sẽ giúp người bệnh nhanh khỏe hơn đó. Cảm ơn Yến nha, mình cũng sắp được xuất viện rồi. Tụi mình lại được học chung và chơi chung như ngày trước nữa. Thật hả? Vậy thì tụi mình tha hồ chơi đu quay, chơi đuổi bắt ha. Vui quá. Yến đưa cam đây, Tuấn bóc vỏ cho nè. Kìa Tuấn, bạn lại quên bỏ rác vào trong thùng rồi. Tuấn quên mất, Tuấn nhặt lên ngay đây. Tuấn hôm nay mắc nhiều lỗi quá. Các bạn ơi, các bạn thấy rồi đó. Hôm nay Tuấn thật đáng chê phải không nào? Bây giờ thì Tuấn đã hiểu ra việc giữ trật tự nơi công cộng là quan trọng như thế nào rồi. Các bạn nên lưu ý những điều sau đây khi đến những nơi như bệnh viện, trạm xe buýt, thư viện, bảo tàng, nhà ga hay những nơi công cộng khác nhé. Không gây ồn ào, mất trật tự ảnh hưởng đến người khác. Nhớ đi đứng nhẹ nhàng, không chạy nhảy lung tung. Không vứt rác bừa bãi. Nhớ hãy bỏ rác đúng nơi quy định. Các bạn hãy nhớ lời Tuấn nhé. Bây giờ Tuấn xin tạm biệt các bạn nha. Trên vỉa hè em thấy một bà già chống gậy muốn tránh xe qua đường. Em vội dâng bước chân đến bên bà nói nhỏ: